trùng quế cũng đầu nha mày, quế này nó hơi bự á, nó bự gần bằng ngón tay luôn, như con rắn luôn, khủng khủng. Giờ mình sẽ cho con cua đinh này nó ăn. Cua thì nó mê con này lắm đó, nhìn nó này nó hơi bị bự luôn nha, con này là kêu cua chúa rồi, nó mượt nó bóng luôn rồi, mới bắt luôn. Hơi bị bự luôn. Vô phát này. Sẽ dành dành này. Có người còn nhát trong cái con trùng nó có đất đó. Ăn được cắn phát nó xịt đất ha. Đang nhát lượm hết cái đuôi rồi đó, có con đó nó ăn mày thấy ngay cái đầu nó đất không, không trong cái con trùng nó đất không rồi. Chê mồi bò qua con tai tượng coi, mất hết khúc đuôi rồi. Tai tượng này nó ăn rau nha, cái này lẫm hết khúc đuôi rồi. Xem
Cá này nhát dữ vậy. Hù vàng. Trùng nó không có mắt, nó bò theo cái xúc tu của nó thôi, nên là nó thấy chỗ nào nước mát hay là gì đó sẽ bò tới chỗ đó. Mồi tươi như vậy mà chê nè chàng, tươi như vậy mà chê này. Tới con đó nè, anh nói nãy anh lụm cái đuôi rồi. Bò lên đầu nó khiêu khích luôn, mà nó mang khiêu khích như vậy mà nó nằm im ré, nằm im ré. Con này này mồi tới ngay họng luôn, mồi vô ngay họng luôn mà chê nè trời. Ăn được cái đuôi à. Chỉ cần lẫm nó cái nè, con trùng nó chạy đi, bò đi, bò đi qua con này, con nó no rồi, nó đẹp. Tươi vậy mà nó chê.